uống viên uống chống nắng rồi thì không có cần phải sức kem chống nắng nữa. Bác sĩ đã từng nghe câu trả lời này của một khách hàng đến khám điều trị nám với bác sĩ và được ở một cái người nào đó hướng dẫn bạn ấy như vậy. Viên uống chống nắng bản chất của nó sẽ chỉ quanh những cái thành phần là glutathione, vitamin C chiết xuất từ hạt lựu, hoặc là nếu như may mắn thì sẽ có một thành phần nhỏ là tranexamic. Thì tất cả những thành phần này bản chất của nó là khi mình uống cái viên uống đó sẽ thiên về chống lại các gốc tự do. Nói về gốc tự do cho mình dễ hiểu, giả sử như cái nhà của mình khi mà mình ở đó, dù mình có lau sạch, dù mình có làm cái gì ngày hôm nay rất là sạch thì ngày mai vẫn có một chút bụi, hoặc là như cái xe của mình đi lâu ngày nó sẽ tạo ra những cái phần rỉ và hao mòn. Thì những cái phần rỉ và hao mòn đó là bản chất của tự nhiên. Nếu như một người nào đó mà tìm những cái đồ ăn, những cái thức uống làm cho những cái thành phần gốc tự do này đó nó ít xuống thì người đó sẽ trẻ lâu hơn. Cũng như cái chuyện mà mình thường xuyên lau dọn nhà cửa của mình thường xuyên bảo dưỡng những cái xe của mình thì sẽ tồn tại được lâu hơn. Chung quy lại, những viên uống chống nắng bản chất của nó là hỗ trợ quá trình chống lão hóa, hỗ trợ để mà trung hòa các gốc tự do. Ngoài ra, bản chất của trong các viên uống chống nắng có một chút thành phần của vitamin C và glutathione sẽ giúp mình tác động đến các cơ chế sinh hạt màu da ở trên da của mình, làm cho mình điều trị nám sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà không đồng nghĩa với khi mà mình uống những cái viên uống đó, cơ thể mình sẽ tự tiết ra được một cái loại màng như là những cái loại chống nắng dạng bôi thông thường ở trên bề mặt. Nếu như mình uống viên uống chống nắng để chống lão hóa, để chống lại gốc tự do và để hỗ trợ những quá trình điều trị thì rất là ok. Nhưng mà mình nghĩ rằng uống cái viên uống đó và cơ thể mình sẽ tạo ra một cái lớp màng phủ thay cho cái việc bôi thoa kem chống nắng thông thường thì điều đó không có phải là sự thật.